Trong cái phần slide 6 thì chúng ta nói đến tiến trình. Giống như là trong này chúng ta đang chạy nè. Một là thầy đang mở Chrome, hai là Zalo, ba là Firefox, bốn là NetBeans, năm là PowerPoint, sáu là Excel. Và còn nhiều cái chương trình khác đang chạy nữa. Thì mỗi cái chương trình như vậy, mỗi cái ứng dụng như vậy là một tiến trình. Và một cái Word hoặc là một cái Excel nó chạy lên thì không đơn giản là chỉ có chừng đây, mà bên trong đó nó chia thành nhiều cái tiểu trình nhỏ bên trong để nó thực thi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái khái niệm tiến trình, nhưng mà bên trong người ta sẽ sử dụng một cái từ khóa là stretch. Nếu như bạn nào mà nghiên cứu về nguyên lý hệ điều hành thì cái từ này nó nhỏ hơn cái từ tiến trình. Cái này gọi là tiểu trình. Tiểu trình. Còn đây thì người ta dùng chung là tiến trình. Thì cái phần khái niệm này các bạn chú ý để khi mà mình đọc tài liệu thì mình còn thấy chữ process là tiến trình, thread là tiểu trình. Nhưng mà trong tài liệu này người ta dùng cái từ thread này là tiến trình. Thì các bạn chú ý cái cách dùng cái từ khóa. Và chúng ta sẽ demo cái phần này như thế nào. Cái này là phần chia nhỏ ha. Để tạo và quản lý tiến trình thì chúng ta có thể có hai cách dùng. Một là chúng ta kế thừa từ cái thread. Hai là chúng ta có thể thực thi từ một cái renable. Vậy cái nào mình cũng phải viết lại một cái phương thức run cả. Vậy thầy sẽ demo cho các bạn cái thứ nhất là cái thread, là my thread, để mình thực thi. Và cái việc này thực thi cái gì? Mình nhìn thấy thực thi cái gì? Mình sẽ demo ở đây. Chúng ta có new package là slide 6. Trong slide 6 thầy sẽ để một cái class MyThread. Trong cái MyThread này chúng ta sẽ được kế thừa từ cái thread. Và khi mà chúng ta kế thừa thì chúng ta sẽ viết lại. Đây, kế thừa từ thread và chúng ta sẽ viết lại một cái ring override. Như vậy bạn có thể insert code của cái override method và bạn chọn ring để viết lại. Dùng override hoặc là bạn tự viết chữ public, chữ void, chữ ring cũng được. Sau đó bạn sẽ A cộng annotation override cũng được. Rồi mình sẽ xóa cái này đi, mình viết lại chỗ này. Trong này người ta sẽ viết là gì? For y chạy từ 0 true y cộng cộng. Vậy cái vòng lặp for này là vòng lặp gì đây? True là gì? Vòng lặp for này là vòng lặp gì? Vô hạn. Vòng lặp vô hạn. Vòng lặp vô hạn. Như vậy thì mình sẽ viết một cái vòng lặp vô hạn for int y bằng 0 chấm phẩy true chấm phẩy y cộng cộng. Trong này chúng ta sẽ xuất ký y ra. Xuất cái y này ra. Và chỗ này thầy sẽ để là xuất từ my thread. Và thầy xuất cái y ra cộng với y. Hoặc chỗ này thầy gọi là this.getClass. GetClass.toString. Để mình lấy được cái thông tin của class này, mình xuất ra mình xem thử là mình đang xài class nào. Đó. Mình lấy cái thông tin của cái class mình đang tạo.
để mình biết được là cái mình đang xài là gì. Các bạn sẽ cộng thêm một cái khoảng trắng để cho mình biết đường nó cách cái chữ Y ra. Rồi sau khi mà chúng ta xuất ra xong thì chúng ta tăng Y lên. Tăng Y có rồi. Thì chúng ta sẽ nghỉ red.sleep 1000 là làm gì ta? Chấm sleep 1000. Và ở đây thì nó sẽ báo lỗi các bạn. Tại vì một số trường hợp mà lâu lâu mới bị lỗi thì nó không ép mình phải đẩy vô try catch. Và những trường hợp mà xác suất lỗi cao thì thường cái trình biên dịch này, trình biên soạn này nó đẩy, nó ép chúng ta bạn phải đẩy cái này vô try catch mới được. Thì chỗ này nó báo lỗi. Ví dụ như hôm trước thầy demo cho các bạn đó, in e scanner.net in. Nhưng mà có khi nào bị lỗi không? Nếu chúng ta nhập vô chữ thì bị lỗi. Nhưng mà chúng ta ghi vậy nó cũng không báo, nó cũng không ép chúng ta phải try catch. Nhưng mà riêng cái chỗ này nó ép chúng ta phải try catch. À, chúng ta đẩy cái try catch vô. Chỗ này nếu như sai thì chúng ta chọn là break vòng lặp, thoát khỏi vòng lặp. Và tiến trình ghi một câu, nghỉ một gì? Một giây. Rồi nếu không có gì nữa thì ghi tiếp. Như vậy chúng ta đã có matrix. Bây giờ ở trong cái slide 6 này, thầy sẽ nêu một cái class 6 main. Đây là lớp 9. Mình sẽ tạo ra cái hàm main để mình gọi cái class kia. Matrix T1 bằng new matrix chấm phẩy T1 chấm stack. Chú ý chỗ này, cái T1 bên này mình viết nó có liên quan gì đến cái hàm stack không? Không. Bên này mình chỉ có viết gì? Viết mỗi cái ring thôi. Còn stack ở đâu ra? Ở đâu mày? Do mình kế thừa, cho nên cha có thì con có. Như vậy ở đây mình sẽ chọn T1 stack chạy. Được chưa? Hả? Rồi. Bây giờ nếu như có một tiến trình như vậy thì chẳng có gì để bàn cả. Bây giờ mình sẽ đưa vô đây một tiến trình thứ hai, T2. T2 bắt đầu. Thì theo các bạn là T1 chạy xong thì mới thực hiện T2 hay sao? À, nếu T1 chạy xong rồi mới T2 thì chắc thầy không demo ở đây. Bởi vì giống như những cái class mà chúng ta đã từng viết trước đây. Rồi bắt đầu. Đây. T1 và T2 chạy song song với nhau. Và chúng ta đang chạy một cái class là slide6.mytrack. Để chúng ta biết là chúng ta đang chạy từ đâu. Đó. Rồi nếu cần thì các bạn sẽ truyền cái tên vào để các bạn lấy cái tên ra. Ví dụ chỗ này matrix mình truyền vô chữ A, chỗ này mình truyền vô chữ B để mình biết đang là tiến trình mấy chẳng hạn. Đó là ví dụ về red. Đối với lại bài này chúng ta đang kế thừa từ red. Và có một cái ví dụ thứ hai là chúng ta implement, thực thi một cái renewable. Ha, nó cũng y chang vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ new một cái my
Myronable. Myronable. Chúng ta tự định nghĩa lấy. Và trong này thì chúng ta không kế thừa từ thread mà chúng ta sẽ implement từ runnable. Khi chúng ta thực thi một cái interface thì bắt buộc chúng ta phải viết lại một cái phương thức abstract, và nó yêu cầu chúng ta viết lại cái phương thức run. Và phương thức run này thì viết cũng giống với lại cái phương thức run ở trong MyCredge. Và bây giờ thầy sẽ viết khác tí xíu, là thầy không dùng for mà thầy sử dụng while. Thầy thử dùng while. Thì chỗ này thầy sử dụng lại cái chỗ này. Ở đây thầy sử dụng là while. While true. Trong khi trước khi while thì thầy sẽ có một cái count inti bằng 0 chấm phẩy, ghi cái y ra, sau đó thầy nghỉ thì thầy sẽ dùng break để thầy nghỉ chấm sleep 1000. Và tương tự như vậy, ở đây mình muốn nghỉ thì nó yêu cầu mình phải đẩy vô try catch. Như vậy mình đẩy cái try catch cái 1000 này vô. Nếu như sai thì break, thoát khỏi vòng lặp. Và xuống đây, đối với vòng for thì mình không cộng, nhưng mà đối với vòng while thì chúng ta sẽ tăng cái y lên. Như vậy cái my renewable thầy đã lấy xong. Tại vì sao chỗ này thầy không sử dụng cái renewable hay là thread, mà thầy sử dụng get class to string để mình tiện dụng sử dụng lại đúng một lần này thôi, mà cho hai lớp khác nhau thì nó sẽ ra hai cái thông báo khác nhau. Đôi khi các bạn viết code, các bạn cũng phải tìm cách nào đó mà mình có thể là tái sử dụng cái code của mình một cách nhanh nhất. Và bây giờ bên demo thầy sẽ tạo thêm một cái renewable. Nhưng mà đối với renewable thì mình không tạo trực tiếp được. Renewable mình không tạo trực tiếp được, mà mình phải thông qua một cái thread mình mới tạo được. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng cái thread. Thread này là thread nguyên thủy, mình chưa viết gì hết. T3 bằng new thread. Và trong cái new thread này chúng ta sẽ đưa nó vô một cái renewable. Đưa nó vô một cái renewable. New my renewable. T4 tương tự như vậy. Mình tạo ra một cái T4. Và xuống dưới này, T1, T2 thì tạo xong rồi mình gọi liền. Còn bây giờ T3 mình chấm start. T4 chấm start. Có gì khác không? T1, T2, T3, T4 chạy. Rồi, các bạn thấy là các tiến trình của chúng ta đang chạy đồng thời với nhau. Và bây giờ có gì nào? Có vẻ bất ổn rồi đúng không? Nhảy không đều rồi đó. Để mình chạy đi tí nữa, mình stop, mình dừng lại, mình xem. Rồi, mình thấy nè, lúc đầu là 4 số 0 nè, 4 số 1 nè, bình thường đúng không? 4 số 2, 4 số 3, 4 số 4. Có gì lạ không? Có gì lạ không? Hai cái này đều nhau, tức là hai cái tiến trình nó chạy trước. MyCredge nó chạy trước.
sau đó là my renewable nó dậy sau, đến đây cũng bình thường, đến đây bình thường, nhưng mà đến đây thì sao? Một cái red, một cái renewable, một cái red, một cái renewable. Thì chỗ này nè, có thể là trong quá trình chạy của mình đó, quá trình chạy của mình, máy của thầy nó bị một tiến trình nào đó chiếm giữ một cái tài nguyên, cho nên nó làm cái tiến trình của chúng ta bị trễ hơn những tiến trình khác. Ví dụ như chỗ này là cái thread này là bị trễ nè, đúng ra là nó chạy trước cái my renewable, nhưng mà do nó bị can thiệp với một tiến trình nào đó khác nữa mà mình không biết thì nó bị trễ đó. Thì tương tự sau đó thì nó cứ trễ liên tục, và đôi khi các bạn cứ chạy hoài thì nó lại sớm lại, mình cũng không biết. Nếu như mà bạn muốn biết tiến trình nào trễ thì bạn có thể đưa thêm một cái tên vô đây, ví dụ lúc khởi tạo chúng ta, thay vì chúng ta để khởi tạo nguyên thủy thì chúng ta sẽ khởi tạo bằng cách chúng ta insert một cái code, đưa cái thread này vào, và chúng ta sẽ đưa một cái string s. Mình đưa một cái chuỗi vô đây, thì đây mình sẽ lấy this chấm s bằng s, tức là s này là một cái string, một cái thông điệp thôi. Như vậy ở chỗ này mình sẽ cộng thêm cái gì, cộng thêm cái s vô đây để cho mọi người thấy được là cái thông điệp mình đưa vào, cộng thêm s cộng thêm đó, ví dụ như vậy. Rồi cộng thêm cái s, và tương tự mình có thể thay đổi bên này, mình cũng thêm cái s vào, mình có một cái string s, và mình cũng tạo một cái hàm khởi tạo có cái s này. Như vậy lúc này bên này mình gọi, mình sẽ truyền vào đây my red 1, chỗ này thầy để là my red 2, chỗ này thầy sẽ truyền vào là my renewable 1, chỗ này thầy sẽ truyền vào là my renewable 2. Như vậy thì bên trong chắc là thầy không cần phải thêm cái này nữa, bởi vì thêm cái này nó sẽ rối, nó dài quá, bỏ đi. Mình chỉ cần cái s đó cộng với cái y được rồi. Tương tự bên này cũng vậy, mình bỏ bớt đi cho cái đoạn thông báo của mình nó ngắn bước lại. Rồi chạy thử. Được không? Rồi khi mình chạy lên là mình biết là cái tiến trình nào đang chạy, tiến trình nào đang dừng. Đó, ví dụ như là red 2 nó chạy trước nè. Mình chạy lại là đúng ra là red 1 mình khởi tạo trước đúng không? Rồi mới đến red 2. Nhưng mà red 2 chạy trước nè. Đây chạy không nè, chạy lần đầu nè. Renewable 2 chạy trước nè. Đó, lúc mà mình chạy lại thì red 1 chạy trước. Nhưng mà my renewable 2 lại chạy trước. Này mình không biết trước được. Tại vì cái này nó chênh lệch thời gian rất nhỏ, cho nên mình cũng không quản lý được cái phần đó. Nhưng bây giờ cho dù là bạn làm bất kỳ cái gì thì bốn tiến trình này vẫn đang chạy, được không? Ví dụ bạn mở một cái bài nhạc, thì khi mà bạn mở một bài nhạc rồi thì cho dù bạn làm bất kỳ cái gì, bài nhạc đó nó vẫn hát, được không? Đấy, như vậy thì mình tạo ra các tiến trình thông qua red hoặc là thông qua renewable.
Hả? Không, đối với lại khái niệm đầy ở đây thì nó không có khái niệm đầy, chỉ trừ trường hợp ví dụ ở chỗ này mình code my, chỗ này của mình là thầy cho là in đi, thì in nó chạy đến lúc mà nó vượt ra khỏi in thì nó sẽ là sao? Nó sẽ sao? Không lỗi. Ví dụ như là buy đi, là nó chạy đến 255 với 256, 257, không có thì nó làm gì? Quay về số âm. Nó quay về số âm, tức là nó chạy đến 128 là nó đã quay về số âm rồi. Được chưa? Đó. Còn không thì chỗ này bạn làm, nếu như mà y lớn hơn bao nhiêu thì quay lại reset lại y bằng không. Ví dụ vậy. Thì bạn có thể xử lý ở bên trong này. Còn các tiến trình mà nó bị đầy á là do trong tiến trình của bạn lấy RAM, lấy CPU, lấy sao kẹt, mà lúc đó bạn không có cơ chế giải phóng, thì lúc mà nó lấy liên tục mà nó không có refresh, nó không có làm tươi, nó không trả bộ nhớ ra, à thì nó mới lại stack overload. Nhưng mà đối với lại những cái hệ thống Win mới, máy của chúng ta mới, thì gần như là nó thực hiện được hết mấy cái đó rồi, nó tự refresh. Ví dụ cái bài phía trước của chúng ta mà chúng ta mở file mà chúng ta không đóng file thì trước đây á là nó sẽ bị lỗi ngay. Còn với các ngôn ngữ bây giờ tại thời điểm này các bạn viết thì dựa trên cái SDK của các bạn á, người ta đã xử lý bên trong đó luôn rồi, cho nên là bạn mở file vô tư mà bạn quên đóng cũng không sao, nó tự đóng, nó tự giải phóng bộ nhớ luôn. Còn trước đây là nó sẽ lỗi á, stack overload á. Đó. Thì bây giờ nó hay hơn là nó đã xử lý giúp chúng ta một vài cái. Và cái thứ hai nữa là cho dù nó có tràn bộ nhớ cũng chưa đến nỗi. Bởi vì bây giờ chạy toàn Core i5, Core i7, RAM từ 8 đến 8 GB trở lên không à. Cho nên không đáng để nó tràn. Khi nào mà bạn viết chương trình gì mà nó xử lý RAM nhiều á thì nó mới nghĩ đến chuyện tràn. Còn bây giờ bạn cộng vài con số, bạn load một vài cái user, một vài cái sinh viên lên thì có vài ký toàn test không à. Khi nào mà bạn xử lý hình ảnh á thì nó mới nghĩ đến chuyện tràn. Đó là chúng ta sẽ khởi tạo